chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Nhiều ứng viên của ông Donald Trump bị đe dọa đánh bom. Các ứng viên được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử vào nội các tương lai đã bị nhắm mục tiêu trong tuần này, gồm đe dọa đánh bom. Bà Karoline Leavitt, phát ngôn viên nhóm chuyển giao quyền lực của ông Donald Trump, hôm 27 tháng 11 cho biết các mối đe dọa đã được ghi nhận tối 26 và sáng 27 tháng 11 giờ địa phương. Cơ quan thực thi pháp luật cũng đã hành động nhanh chóng để đảm bảo an toàn cho những người bị nhắm mục tiêu. Bà Elise Stefanik, ứng viên được ông Trump đề cử làm đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, và ông Lee Zeldin được lựa chọn làm người đứng đầu cơ quan bảo vệ môi trường, cho biết họ bị đe dọa đánh bom. Bà Stefanik cho hay, trong khi bà cùng chồng và con trai 3 tuổi từ Washington về nhà ở bang New York, thì nhận được thông báo về mối đe dọa đối với ngôi nhà của họ. Trong khi đó, ông Zeldin cho biết ông và gia đình không có nhà vào thời điểm nhận được mối đe dọa và hiện vẫn an toàn, đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật. Tối 27 tháng 11 giờ địa phương, ông Pete Hegseth, người được ông Trump đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, cho rằng gia đình ông là mục tiêu của một mối đe dọa đánh bom ống. Ông Hegseth viết trên mạng xã hội X, "Sáng nay, một cảnh sát đã đến nhà chúng tôi, nơi 7 đứa trẻ vẫn đang ngủ. Cảnh sát thông báo với vợ tôi và tôi rằng họ đã nhận được lời đe dọa đánh bom ống nhắm vào tôi và gia đình. Chúng tôi đều an toàn và mối đe dọa đã được giải quyết." Một phát ngôn viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết, "Chúng tôi nghiêm túc xem xét mọi mối đe dọa tiềm ẩn và như mọi khi, FBI khuyến khích người dân báo cáo lập tức với cơ quan hành pháp bất cứ điều gì họ cho là đáng ngờ." Tại Florida, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Ocala cho biết nhà của một thành viên gia đình cựu hạ nghị sĩ Cộng hòa Matt Gaetz cũng bị dọa đánh bom. Ông Gaetz được ông Trump chọn là Bộ trưởng Tư pháp nhưng đã rút khỏi đề cử hôm 21 tháng 11 sau khi vấp phải sự phản đối từ chính Đảng Cộng hòa ở Thượng viện. Ông bị cáo buộc có hành vi tình dục sai trái song đã phủ nhận. Theo một phát ngôn viên Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden đã được thông báo về các mối đe dọa nói trên. Người này nhấn mạnh chính quyền ông Biden lên án mạnh mẽ các mối đe dọa bạo lực chính trị. Nội các mới của ông Trump toàn nhân vật khác tiếng. Tổng thống đắc cử Donald Trump ngày 22 tháng 11 công bố lựa chọn cho một số vị trí quan trọng, bao gồm Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Lao động. Bộ trưởng Tài chính, Tổng thống đắc cử Trump lựa chọn ông Scott Bessent cho vị trí Bộ trưởng Tài chính trong chính quyền thứ hai của ông. Đây là một trong những vị trí quyền lực nhất ở Washington, có ảnh hưởng to lớn đến nền kinh tế và thị trường tài chính Mỹ. Ông Bessent là một nhà đầu tư quỹ phòng hộ, từng giảng dạy tại trường đại học Yale của Mỹ trong nhiều năm. Ông ủng hộ cải cách thuế, khuyến khích ngân hàng cho vay nhiều hơn và thúc đẩy sản xuất năng lượng. Tỷ phú Bessent nói với Bloomberg vào tháng 8 rằng ông quyết định tham gia chiến dịch tranh cử của ông Trump, một phần để giải quyết nợ quốc gia ngày càng tăng của Mỹ. Nếu được Thượng viện xác nhận, ông sẽ là Bộ trưởng Tài chính đồng tính công khai đầu tiên của Mỹ. Văn phòng Quản lý và Ngân sách OMB. Ông Robert được bổ nhiệm để lãnh đạo OMB, cơ quan quyền lực giúp quyết định các ưu tiên trong chính sách của Tổng thống và cách chi trả cho chúng. Ông Voss từng là giám đốc OMB trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump và sẽ lại đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập ưu tiên ngân sách. Tổng thống đắc cử Trump ca ngợi ông Voss là người có khả năng cắt giảm chi phí, nói rằng ông ấy đã hoàn thành xuất sắc vai trò này trong nhiệm kỳ đầu tiên của tôi. Phó trợ lý Tổng thống. Tổng thống đắc cử Trump cũng sẽ đưa ông Sebastian Gorka trở lại Nhà Trắng. Ông Gorka từng là phó trợ lý Tổng thống, cố vấn cho ông Trump về an ninh quốc gia. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, ông Gorka thường xuyên xuất hiện với tư cách là người đại diện cho ông Trump trên các bản tin truyền hình. Tổng thống đắc cử Trump bổ nhiệm ông Gorka làm phó trợ lý Tổng thống và giám đốc cấp cao về chống khủng bố trong chính quyền sắp tới của ông. Bộ trưởng Lao động. Trong một lựa chọn gây bất ngờ ở vị trí Bộ trưởng Lao động, ông Trump đã đề cử bà Lori Chavez Derimer, người suýt thua trong nỗ lực tái tranh cử vào Hạ viện hôm ngày 5 tháng 11. Nếu được Thượng viện xác nhận, bà Chavez Derimer sẽ giám sát lực lượng lao động và ngân sách của Bộ Lao động, đồng thời sẽ đưa ra các ưu tiên ảnh hưởng đến tiền lương, sức khỏe và an toàn của người lao động, bên cạnh những trách nhiệm khác. Tổng y sĩ Mỹ. Bác sĩ Janet Nesheiwat là người được ông Trump lựa chọn cho chức vụ Tổng y sĩ Mỹ. Bà là một bác sĩ y khoa được chứng nhận bởi Hội đồng Kép, là cộng tác viên thường xuyên của Fox News và là tác giả của cuốn sách Beyond the Step Code, Miracle in Medicine, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA. Tổng thống đắc cử Trump cho biết ông sẽ đề cử bác sĩ phẫu thuật John Hopkins-Marty Makary vào vị trí lãnh đạo FDA, cơ quan quản lý thuốc có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. FDA chịu trách nhiệm phê duyệt các phương án điều trị mới và đảm bảo chúng an toàn và hiệu quả. Cơ quan này có thẩm quyền quản lý thuốc dùng cho người và thuốc thú y, thuốc sinh học, thiết bị y tế và vaccine. Sở Nhà ở và Phát triển Đô thị. Ông Scott Turner là người được lựa chọn để lãnh đạo Bộ Phát triển Nhà và Đô thị. Ông từng là cựu cầu thủ bóng bầu dục NFL và trợ lý Nhà Trắng. Ông điều hành Hội đồng Cơ hội và Phục hồi Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC. Tổng thống đắc cử Trump chọn bác sĩ y khoa Dave Weldon cho vị trí giám đốc CDC, cơ quan được sử dụng làm hình mẫu y tế công cộng trên toàn thế giới. Ông Weldon từng phục vụ tại Hạ viện Mỹ, đại diện cho quận 15 của bang Florida từ năm 1995 đến năm 2009. Giám đốc CDC sẽ báo cáo với Bộ trưởng Y tế vị trí mà ông Trump đã lựa chọn ông Robert F. Kennedy Jr. Không giống như những lần bổ nhiệm trước đây, chức vụ giám đốc CDC sẽ yêu cầu sự xác nhận của Thượng viện bắt đầu từ năm 2025 do một điều khoản trong ngân sách tổng hợp gần đây. Với đội hình MAGA trong mơ, ông Trump mở ra thời kỳ hoàng kim hay bão tố. Gần 60% người Mỹ nói rằng họ rất hoặc phần nào tin tưởng vào việc Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn về kinh tế. Phần đông cũng tin tưởng ông về vấn đề thực thi pháp luật 54%, nhập cư và chính sách đối ngoại 53%, theo kết quả khảo sát vừa được Trung tâm Nghiên cứu Pew, Mỹ công bố. Tuy nhiên, người Mỹ vẫn có phần cảnh giác. Dưới 40% số người tham gia khảo sát mô tả, ông Trump là người điềm tĩnh và là một hình mẫu tốt. Dù vậy, phần đông đồng ý rằng ông giữ lời hứa 51%. Những số liệu trên được công bố trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Trump thông báo một loạt lựa chọn cho các vị trí quan trọng cho nội các tương lai. Tất cả đều ủng hộ mạnh mẽ chính sách làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, MAGA. Danh sách của ông Trump chủ yếu là các thành viên đương nhiệm và các cựu thành viên quốc hội. Thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio, 53 tuổi, được ông Trump lựa chọn cho vị trí ngoại trưởng. Nghị sĩ Florida Mike Waltz, 50 tuổi, cho vị trí cố vấn an ninh quốc gia. Đại diện New York Elise Stefanik, 40 tuổi, cho vị trí đại sứ Liên Hiệp Quốc, nắm giữ các vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại. Theo Straits Times, những nhân vật trên đều có quan điểm cứng rắn với các nước đối thủ của Mỹ, bao gồm Trung Quốc và Iran. Ông Pete Hegseth, 44 tuổi, một cựu chiến binh và đồng chủ trì một chương trình cuối tuần trên Fox News, được chọn lựa cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng. Cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia DNI, John Ratcliffe, 59 tuổi, được chọn lựa làm giám đốc cơ quan tình báo trung ương FBI, trong khi cựu nghị sĩ dân chủ Hawaii Tulsi Gabbard, 43 tuổi, làm tân giám đốc DNI. Sự đồng cảm của bà đối với lý do Nga phát động chiến dịch quân sự nhắm vào Ukraine đã gây ra một làn sóng chỉ trích. Ngoài ông Hegseth, còn ít nhất hai nhân vật từng làm việc cho Fox News. Bác sĩ Janet Nesheiwat, 48 tuổi, sẽ trở thành Tổng y sĩ Mỹ. Bác sĩ Martin Makary, người từng đưa ra những tuyên bố gây tranh cãi về khả năng miễn dịch bầy đàn, sẽ lãnh đạo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA, cơ quan chịu trách nhiệm đảm bảo chuỗi cung ứng dược phẩm Mỹ. Những nhân vật khác được lựa chọn cho các vị trí quan trọng bao gồm ông Howard Lutnick, 63 tuổi, một nhà đầu tư phố Wall với các giao dịch sinh lời ở Trung Quốc. Ông sẽ lãnh đạo chương trình nghị sự về thuế quan và thương mại của ông Trump tại Bộ Thương mại. Trong số những người phụ nữ nổi bật nhất có tên trong nội các tương lai của Tổng thống đắc cử Trump, bao gồm Thống đốc Nam Dakota Kristi Noem, 52 tuổi, người gây sửng sốt khi bắn chó cưng của mình vì tội ngỗ ngược. Bà được lựa chọn cho vị trí Bộ trưởng An ninh Nội địa. Người còn lại là bà Pam Bondi, 59 tuổi, một nhân vật nổi bật tại Viện Chính sách nước Mỹ trên hết và là thành viên nhóm pháp lý của Tổng thống đắc cử Trump trong phiên tòa luận tội đầu tiên của ông. Bà được lựa chọn cho vị trí Bộ trưởng Tư pháp. Tuy nhiên, có lẽ không có sự lựa chọn nào gây tranh cãi hơn trường hợp của ông Robert F. Kennedy Jr, 70 tuổi. Liệu Thượng viện Mỹ sẽ xác nhận một người hoài nghi về vaccine làm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh? Kinh tế Mỹ thuộc nhóm những nền kinh tế mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, mọi chuyện có thể thay đổi nếu ông Trump tiến hành trục xuất hàng loạt người nhập cư không có giấy tờ và áp đặt thuế quan thương mại nặng nề. Liệu vị Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ người bị mô tả là nóng này sẽ mở ra thời kỳ hoàng kim mới hay thời kỳ bão táp. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump sẽ không nhàm chán, theo tờ The Straits Times. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!